với điểm tin game thể thao số thứ 7 của GameHub.vn. Hãy cùng với Vân Anh điểm qua những cái tên đầy hấp dẫn đã hoặc sẽ ra mắt hay những bản update của các tựa game khủng thuộc thể loại này nhé. Traffic Rider là tựa game đua xe vừa mới cập bến mobile, cho game thủ biến mình thành những quái xế giữa làn giao thông đông nghịt người. Trên thực tế thì gọi tựa game này là game đua xe có đôi phần thiếu chính xác, bởi vì tất cả nhiệm vụ của game thủ chỉ là lượn lách qua những làn giao thông trên đường cao tốc mà không hề có đối thủ cạnh tranh. Game bố trí tay lái xe mô tô ở hai góc màn hình tương ứng với bộ ga và phanh xe, kết hợp với khả năng xoay chuyển màn hình để đánh tay lái qua hai bên. Game thủ sẽ khéo léo lượn lách cũng như là giảm và tăng tốc độ hợp lý. Tất nhiên là Traffic Rider còn cho phép người chơi quyền nâng cấp chiếc xe của mình với nhiều chỉ số khác nhau, trải dài từ sức mạnh động cơ, khả năng bẻ lái hay là độ nhạy của phanh xe. Traffic Rider hiện đã có mặt trên nền tảng iOS cho phép bạn đọc thưởng thức bằng cách tải game miễn phí trực tiếp tại đường link dưới caption. Khi bom tấn màn bạc Chris sắp sửa trình chiếu thì cũng là thời điểm lên sóng của sản phẩm game mobile ăn theo mang tên là Real Boxing Chris. Người chơi sẽ bắt đầu game với vai trò của một võ sĩ quyền Anh tập sự và chăm chỉ luyện tập để chinh phục được những giấc mơ lớn lao của bản thân mình. Các bạn cũng sẽ được huấn luyện và đào tạo bởi chính võ sĩ huyền thoại Rocky Balboa. Song hành với việc thực hiện các nhiệm vụ của mình thì các bạn có thể unlock các level mới mà sau đó sẽ dẫn dắt bạn đến với cuộc chiến cuối cùng là đánh bại Adonis Johnson. Real Boxing Creed cũng cung cấp cho người chơi hai chế độ chơi đơn và đa người chơi để các bạn có thể linh hoạt thay đổi trải nghiệm và chinh phục. Game hiện đã chính thức ra mắt với phiên bản dành cho Android. Theo như thông tin mới nhất thì Pro Evolution Soccer 2016 PS 2016 dường như sẽ lấn sân sang mảng game online free to play tương tự như là series FIFA Online. Cụ thể thì trong một tài liệu đăng tải trên website của chính phủ Úc, ban kiểm định sản phẩm giải trí ảo của nước này đã liệt kê thông tin cho tựa game PS 2016 free to play. Tựa game được đăng ký bởi Konami và thời điểm đăng ký là vào ngày 19 tháng 11 vừa qua. PS 2016 Free to Play được ban kiểm định đóng mác G thuộc vào hạng mục chung có chứa được yếu tố tương tác online. Theo đó thì PS 2016 Free to Play hoàn toàn có thể là một tựa game phát hành giới hạn khu vực mang mô hình game online miễn phí nhưng bao gồm hệ thống quy đổi tiền thật tương tự như là những gì mà FIFA Online 3 đã và đang làm. Hiện Konami vẫn chưa lên tiếng khẳng định hay là bác bỏ về thông tin này, vì thế cộng đồng game thủ cần phải chờ đợi một thời gian nữa thì mới biết đích xác hình hài của Pro Evolution Soccer 2016 Free to Play. Trong thời gian đó thì GameHub.vn sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất về tựa game này tới các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!